Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng ở hậu cung, nơi linh thiêng nhất của đền A Xảo. Bên phía trên kia đó là bức tượng của Trần Hưng Đạo, một trong những chân dung của Ngài rất thật được tạc từ lúc Ngài còn sống. Và đây cũng được xem như là một hình mẫu lý tưởng để cho mọi nơi tham khảo khi tạc bức chân dung của Ngài. Đây là anh đang đứng ở bến tượng. Ngày xưa đây có tên gọi là Bến Lở, nằm ngay dưới chân đê sông Hóa và cách đền A Xảo 500m. Và nơi đây diễn ra cuộc chia tay lịch sử của Hưng Đạo Đại Vương và voi chiến của Ngài. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 ấy, năm 1288, một lần xuất quân đi đánh giặc Ô Mã Nhi trên sông Bạch Đằng, thì voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương bị sa lầy bên bờ sông Hóa, chính là nơi đây đấy. Thì lúc đó nhân dân đã mang gỗ, tre, rơm rạ để tìm cách cứu voi, nhưng mà không cứu voi lên được. Voi chiến ứa nước mắt nhìn chủ tướng và cảm động trước tấm lòng của nhân dân đã giúp đỡ voi sa lầy. Và trước sự trung thành của voi chiến, Hưng Đạo Đại Vương đã tuốt gươm chỉ xuống dòng sông, hét lên và thề rằng nếu trận này không thắng giặc Thát, ta thề không trở lại bến sông này. Và sau đó Ngài đánh nuốt nước mắt lên thuyền vượt sông đánh giặc. Sau Ngài toàn thắng trên đường trở về đất Long Hưng để báo công. Khi qua bến sông, Hưng Đạo Đại Vương đã cho đắp mộ voi, mà chính mà nơi ông voi bị sa lầy đấy ạ. Và từ đó có tên gọi là Bến Tượng. Trên bến có miếu thiêng thờ tượng voi. Đền A Xảo và đền Kiếp Bạc là một trong hai địa danh duy nhất ở Việt Nam là thờ Trần Hưng Đạo khi Ngài đang còn sống. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị. Thưa vị, hiện tại Duy đang đứng ở đền A Xảo và bên cạnh Duy là một em nằm trong ban quản lý của di tích. Em có thể giới thiệu về mình được không? Dạ vâng, em giới thiệu với anh và mọi người, em tên là Ngọc, là thuyết minh viên của đền A Xảo ạ. Dạ vâng. Thưa với anh là đền A Xảo thì nằm trên xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Và tên gọi A Xảo ấy nghĩa là A là hào khí Đông A, chính là hào khí của nhà Trần. Và Xảo thì là cái ổ, cái tổ của nhà Trần. Và thôn A Xảo xưa thì còn có tên gọi là làng gạo, chính là kho gạo của nhà Trần ấy. Vùng đất A Xảo là một địa danh nổi tiếng của Thái Bình, là một vùng đất cổ. Trong dân gian Thái Bình truyền tụng có một câu ca dao: Đào Động, Lộng Khê, Tô Đê, A Xảo, Phụ Phượng, Lý Triều, Tứ Quốc Cánh. Tức là Đào Động là đền đồng bằng xã An Lễ, Lộng Khê xã An Khê, Tô Đê xã An Mỹ và A Xảo xã An Thái thuộc đất Phụ Phượng, nay là huyện Quỳnh Phụ, vào thời Lý có 4 danh thắng cổ ạ. Và thưa với anh, vùng đất cổ A Xảo xưa thì hội tụ khí thiêng sông biển, địa thế hiểm yếu nên đã được triều Trần chọn làm thái ấp của An Sinh Vương Trần Liễu, anh ruột của vua Trần Thái Tông là Trần Cánh và là thân phụ của Trần Hưng Đạo để triển khai căn cứ địa quân sự. Và đây được coi là vùng đất thánh, có vị trí chiến lược, góp phần làm nên chiến thắng trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Năm 1258, khi quân dân nhà Trần tiến hành cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất, lúc đó Ngài Hưng Đạo Đại Vương mới 18 tuổi, nhưng đã được phong tước thượng vị hầu và được triều đình giao về trấn thủ đất A Xảo. Và trước khi bước vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, năm 1285, thì đích thân các vua Trần đã cùng với Ngài Trần Hưng Đạo về chỉ đạo xây dựng vùng ven sông Hóa, nay gồm phần đất của Thái Bình và Hải Phòng, thành một phòng tuyến để triển khai thế trận thủy chiến. Và tại A Xảo, Trần Hưng Đạo được triều đình giao trọng trách xây dựng một lực lượng quân sự cùng với trung tâm tích trữ binh lương. Và nơi đây đã trở thành vùng chiến lược trong thế trận thủy chiến chống quân Nguyên Mông ở vùng Duyên Hải phía Bắc. Và đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 năm 1288, địa danh A Xảo đã được chọn là nơi đặt đại bản doanh của Hưng Đạo Đại Vương. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông đã giành thắng lợi hoàn toàn nhờ sự chỉ huy quân sự tài ba của Hưng Đạo Đại Vương đã lãnh đạo quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến. Và cũng để nhớ công ơn của Ngài, thì sau chiến thắng quân Nguyên, nhà Trần và nhân dân làng A Xảo đã lập đền thờ Ngài gọi là Đệ Nhị Sinh Tử, sau Đệ Nhất Kiếp Bạc hay còn gọi là A Xảo Linh Miếu, là đền A Xảo đấy ạ. Và với những giá trị lịch sử văn hóa như vậy, thì đền A Xảo được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2011 với tổng thể khu quy hoạch là 31,7 hectare, gồm 3 hạng mục là đình,
đền bến tượng A Sào, đình thì là kho lương của nhà ngài và đền là nơi thờ sống ngài đấy ạ, và bến tượng là nơi ông Voi Xa Lầy. Thưa với anh, ở trong đền khuôn viên có 3 tòa, tòa đền trình là tiền tế, là trước khi lễ là chúng ta vào đền trình trước, sau là tòa đại bái là thờ chính ngôi ngài, và cuối cùng là tòa phủ đệ là thờ gia đình nhà ngài. Và em xin mời anh đi ạ. Em hiện tại thì anh mình đang đứng ở đền trình à? Dạ vâng, đây là đền trình, là tòa tiền tế, là trước khi vào lễ là mình vào đền trình ạ, là thờ các quan đấy. Thưa với anh, trong đền trình là có một ban thờ là thờ các quan, là khi đi lễ là chúng ta vào đền trình trước, sau đó là lên tòa đại bái và cuối cùng là xuống dưới khu phủ đệ. Vậy em mời anh đi ạ. Em cho anh hỏi là cái kiến trúc hiện tại thì được xây dựng và hoàn thiện khi nào đấy? Dạ, được xây dựng hoàn thiện năm 2011 ạ. Bắt đầu phục dựng dần từ năm 2005 và được hoàn thiện năm 2011 ạ. Anh thấy đây là có tượng của Ngài Voi, thì tượng này là tượng mới hay tượng cũ đấy? Dạ vâng, thưa với anh, đây là tượng cũ ạ. Đền A Sào thì không chỉ gắn liền với 3 chiến tích của nhà ngài vào các năm 1258, 1285, 1288 như em vừa giới thiệu đấy ạ, mà còn diễn ra cuộc chia tay lịch sử của Hưng Đạo Đại Vương và voi chiến của ngài trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 năm 1288. Một lần xuất quân đi đánh giặc Ô Mã Nhi trên sông Bạch Đằng, voi chiến của Trần Hưng Đạo bị Xa Lầy bên bờ sông Hóa. Nhân dân lúc đó đã mang gỗ, tre, rơm, rạ để tìm cách cứu voi chiến, nhưng mà không cứu voi lên được. Voi chiến ứa nước mắt nhìn chủ tướng, cảm động trước tấm lòng của nhân dân đã giúp đỡ voi Xa Lầy và trước sự trung thành của voi chiến, Hưng Đạo Đại Vương đã tuốt gươm chỉ xuống dòng sông, hét lên và thề rằng nếu trận này không thắng giặc Thát, ta thề không trở lại bến sông này. Sau đó ngài đành nuốt nước mắt lên thuyền vượt sông đánh giặc. Sau ngày toàn thắng, trên đường trở về đất Long Hưng để báo công, khi qua bến sông, Hưng Đạo Đại Vương đã cho đắp mộ voi ở nơi mà ông voi bị Xa Lầy, và từ đó có tên gọi là bến tượng. Lúc đầu là ngài đắp mộ ông voi bằng đất, nhưng mà do nước sông dâng lên, đất lở tượng ông voi bị hỏng, và dân làng A Sào thì xây ông voi bằng gạch. Nhưng mà đến năm 1928, nhân dân A Sào cử người đi Quảng Ninh thuê tạc một ông voi bằng đá theo nguyên mẫu ông voi cũ để thờ ngoài khu bến tượng. Nhưng mà đến năm 1951 thì giặc Pháp đánh bốt ở đền, chúng đã dùng xe kéo voi về đền để làm bia đỡ đạn cho binh lính tập bắn. Thì đây là tượng ông voi cổ ạ, và hiện tại trên người ông voi vẫn còn những cái vết tích mà thực dân Pháp bị bắn ấy ạ. Đây, chúng vết tích bắn trên người ông voi đấy ạ. Đã chát xi măng vào rồi. Dạ vâng, chát xi măng lại để che đi những cái vết tích đạn bắn ấy. Và giới thiệu thêm anh thêm một cái sự tích ở đền A Sào nữa, đó là sự tích đồng thiêng. Thưa với anh, là năm 2002, một sự kiện tâm linh kỳ lạ đã diễn ra tại A Sào. Người dân nơi đây vẫn thường gọi đó là hiện tượng long giáng đất A Sào. Ngày 8 tháng 4 năm 2002, tức là ngày 6 tháng 3 Lâm Nhâm Ngọ, ban tổ chức lễ hội đền Phù Dày đã thả một con rồng hơi có chiều dài 25m, chiều ngang 2,2m lên trời cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Bên cạnh đó thì việc thả rồng còn mang theo ý nghĩa là rồng giáng xuống nơi nào thì nơi đó là đất thiêng. Và đúng 10 giờ 5 phút cùng ngày, rồng này giáng xuống đất thiêng A Sào. Theo dự đoán của ban tổ chức lễ hội năm đó ấy, thì rồng này sẽ giáng xuống địa phận tỉnh Ninh Bình hoặc Thanh Hóa vì rồng thăng theo hướng gió đông nam. Nhưng điều kỳ lạ là rồng đã bay theo hướng gió đông bắc và giáng xuống khu di tích đỉnh đền bến tượng A Sào. Rồng thì làm bằng vải rất đẹp, lưng màu xanh nhạt, hai bên sườn màu vàng óng, đầu và đuôi làm bằng xốp, cốt làm bằng tre. Trên lưng rồng có đeo hàng ngàn cuống bay bơm khí cùng với số điện thoại để liên hệ. Và nhiều người đã suy đoán rằng cô Tuyền Ngôn tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ có liên quan đến việc thăng giáng của rồng. Cha ở đây là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, mẹ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, được thờ đền Phù Dày Nam Định. Và ban quản lý đã giữ gìn bảo quản đồng thiêng trong hoàng kính để du khách về dâng hương có dịp chiêm bái. Và em xin mời anh di chuyển. Thật ly kỳ nhỉ. Dạ vâng. Hai bên tả vu hữu vu này là nhà chắc là... Dạ đây, bên đây là nhà khách, còn bên đây là phòng trưng bày những cái kỷ vật lưu niệm, hình ảnh lưu niệm của tại đền ạ. Ở đây thì là thường có những cái canh lễ nào mà người ta muốn làm ở ngoài sân thì có, hoặc hai là vào những ngày đại lễ là mùng 10 tháng 2 và 20 tháng 8, tương truyền là ngày sinh và ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương, thì A Sào tổ chức lễ hội dâng hương của Đức Thánh Trần thì làm lễ dâng hương tại đây ạ. Và thưa với anh, đây là tòa đại bái. Trong tòa đại bái thì gồm có 3 ban thờ. Ban thờ đầu tiên là ban thờ của Hưng Đạo Đại Vương,
Trần Quốc Tuấn. Ở bên đây là ban thờ quan Võ, bên kia là ban thờ quan Văn. Và giới thiệu với anh đây là bức Hán cổ Kim Tiên, là bức chữ Hán của đền cổ xưa. Kim Tiên thì nghĩa là người nhà trời. Ở đây mới nói Hưng Đạo Đại Vương là người nhà trời, vì đối với dân gian, sự ra đời của Ngài mang đầy vẻ huyền diệu và khác thường. Mặc dù cha mẹ Ngài thì là người trần mắt thịt, trước lúc mang thai Ngài, An Sinh Vương phu nhân có nằm mơ thấy một ông thần tinh vàng tướng ngọc, tự xưng là Thanh Tiên Đồng Tử, phụng mệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế trao cho ấn kiếm xuống xin nguyện làm con. Và sau khi tỉnh dậy, phu nhân có thai. Lúc Ngài sinh ra thì hào quang được sáng cả nhà, có mùi hương thơm ngào ngạt tỏa khắp. Và cũng chính vì vậy, Ngài trong đời sống tâm linh thiêng liêng là một vị thần có thể diệt trừ ma tà và bệnh tật. Người dân có việc thì phải đến kêu cầu cửa Ngài. Ngài từ một nhân vật lịch sử bằng xương, bằng thịt đã trở thành một vị thánh thiêng liêng và được thờ phụng rộng rãi nhất trong các vị thần Việt Nam ạ. Và thưa với anh, Đền A Sào thờ Hưng Đạo Đại Vương là một vị anh hùng dân tộc có thật trong lịch sử, là một thiên tài quân sự, chỉ huy đánh tan hai cuộc xâm lược Nguyên Mông năm 1285 và năm 1288. Ngài có công lớn với Tổ quốc Việt Nam. Năm 1984, các nhà bác học và quân sự thế giới đã họp tại London, Anh Quốc, đã đánh giá Hưng Đạo Đại Vương là một trong 10 vị tướng tài nhất thế giới. Việt Nam mình có hai người, một là Ngài Trần Hưng Đạo và hai là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và thưa với anh, nối với tòa đại bái là hậu cung gồm một gian. Thưa với anh, đây là trong cung cấm. Cung cấm là thường là những ngày thường đóng cửa. Trong cung cấm thì được đặt trên nền móng một khu đền cũ. Là nền móng này là được thờ từ khi Ngài còn sống đấy. Và trong cung cấm có tượng cổ thờ Ngài. Tượng được đặt trong khám thờ, làm bằng gỗ quý, có mùi thơm, với kích thước bằng người thật. Ở thế ngồi trên ngai với đầy đủ mũ áo cân đai, mặc áo hoàng bào. Và tượng ở trong đền A Sào là được nhà sử học Lê Văn Lan đánh giá là một trong những tượng cổ đẹp nhất Việt Nam đấy. Tượng được làm bằng từ gì đấy em? Từ gỗ chấm hương anh. Anh vào anh cũng ngửi thấy một mùi hương toát ra, mùi thơm toát ra đúng không ạ? Có mùi hương thơm ngào ngạt luôn đấy. Trong cung ấy là tượng Ngài với tư thế là Ngài ngồi thiền và thế bình an trị quốc, là một trong tư thế một cái mặt Ngài rất hiền từ đấy, nhìn một cái vẻ mặt rất yêu thương dân. Em ơi, theo một số giả thuyết, khu vực đền A Sào đây chính là nơi Trần Hưng Đạo được sinh ra. Theo em thì cái giả thuyết đó có được lưu ở trong cái thần tích của đền hay là qua những lời kể của người dân ở đây? Trong thần tích của đền ấy thì là không khẳng định. Nhưng mà dựa vào hai cái ý thì cha mẹ Ngài có mang thai và lập ấp hồi trẻ ở đây thì có thể Ngài Hưng Đạo Đại Vương được sinh ra ở đây. Và chữ Hán Kim Tiên ở trước cửa mà em vừa giới thiệu ấy, cũng như là Kim Tiên giáng, Đồng Tử giáng Trần, thì có thể là Ngài được giáng xuống ở cái đất thiêng A Sào này. Thì có ở hai cái căn cứ như thế thì có giả thuyết là có thể là Ngài được sinh ra ở đây. Còn để mà khẳng định ấy, thì là không, ở trong sách thì cũng chưa dám khẳng định là Ngài được sinh ra ở A Sào ạ. Và anh thấy là bức tượng của Ngài ở phía ngoài nữa lại là một cái tư thế khác, thì đây là em Ngài có thể đang giải thích. Một bên tay cầm nghiên bút để viết, một bên tay cầm kiếm. Đây chắc là được tạc khi mà ngôi đền mới được xây dựng. Dạ vâng, đây tất cả ngoài ở khu bãi bái này thì là mới, là bác Phạm Quý Ngọ công đức ở tòa này. Còn tượng Ngài này cũng là mới, còn tượng ở trong cung thì mới là tượng cổ. Thưa quý vị, hình ảnh quý vị đang xem là đền bến tượng A Sào, là một cụm di tích thuộc thôn A Sào ở ba vị trí khác nhau. Đền ở phía tây làng, đền ở phía rìa làng giáp cánh đồng phía trong bờ sông Hóa, bến tượng trên khu vực bãi phía ngoài bờ đê sông Hóa. Thôn A Sào ngày nay nằm bên cạnh bờ sông Hóa thuộc xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Từ thành phố Thái Bình đi theo quốc lộ 10 đến km 25 cách thành phố Thái Bình ngã Tư Môi, xã An Bài, huyện Quỳnh Phụ, rẽ tay trái theo trục lộ 217 khoảng 5 km đến thôn A Sào, xã An Thái, nơi đây có cụm di tích. Thôn A Sào xưa có tên là làng Gạo, thuộc hương A Cảo. Hương A Cảo thời Lý Trần thuộc lộ An Tiêm. Vào năm 1397, Hồ Quý Ly lập phủ Tân Hưng, gồm đất lộ An Tiêm và các huyện vùng Đông Bắc Hải Dương ngày nay. Thời thuộc Minh, từ năm 1407 tới năm 1427, đổi tên An Tiêm là Phủ Tân An. Thời Lê lấy lộ An Tiêm thời Trần lập thành Phủ Thái Bình. Vào năm 1955, xã An Thái, huyện Phụ Dực được thành lập gồm các thôn A Sào, thôn Me Thượng, Me Hạ, Me Trung và thôn Thái Thuần. Vào năm 1969, sát nhập hai huyện Phụ Dực và Quỳnh Côi thành huyện Quỳnh Phụ. An Thái là một xã thuộc huyện Quỳnh Phụ ngày nay. Như vậy, làng Gạo xưa, thôn A Sào này là một địa danh tồn tại hàng ngàn năm lịch sử, không thay đổi tên gọi, chỉ có thay đổi tên gọi của xã, huyện, phủ
mà A Sào trực thuộc theo sự thay đổi của việc tách nhập xã, huyện, phủ, lộ, tổng mà thôi. Vùng đất A Sào xưa là một vùng rộng lớn vốn là thái ấp của Phụng Kiều Vương Trần Liễu và con gái trưởng của Lý Huệ Tông là công chúa Thuận Thiên, thân phụ, thân mẫu của Trần Quốc Tuấn. Từ triều Lý và đến triều Trần, theo nhiều sử liệu địa phương và theo tác giả Trương Hữu Quýnh trong sách Chế độ ruộng đất Việt Nam, thì Trần Hưng Đạo hồi trẻ được ban thái ấp ở A Sào, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, về sau mới chuyển sang Vạn Kiếp. Như vậy, vùng đất A Cào, A Sào rất có thể đó là thái ấp trước đó của Trần Liễu và công chúa Thuận Thiên, sau đó là thái ấp của Trần Hưng Đạo thời trẻ. Nhưng có một thực tế lịch sử là Trần Hưng Đạo rất gắn bó mật thiết với vùng đất này. Do vậy, không chỉ thôn A Sào, xã An Thái ngày nay thờ Trần Hưng Đạo, mà thôn Nam Lỗ, An Hiệp, Quỳnh Phụ, Tư Cương, An Cầu, v.v. cũng thờ Trần Hưng Đạo là thành hoàng làng. Và theo Thái Bình Phong Vật Chí, Quốc Tuấn năm 18 tuổi, tức năm 1250, được phong thượng vị hầu, sai trấn thủ khu A Sào, trang An Hiệp, sau được triệu về triều đình phụ chính rồi phong Hưng Đạo Vương. Điều khác biệt ở thôn A Sào, xã An Thái so với làng xã khác ngoài việc thờ Trần Hưng Đạo là thành hoàng làng còn có sinh tử thờ Trần Hưng Đạo, đền thờ lập khi người còn sống. Theo Thái Bình Dư Địa Ký và Thần Tích A Sào, sau khi dẹp xong giặc Nguyên, vua Trần Nhân Tông về phủ Long Hưng tiếp phong vương Hưng Đạo Vương là Đại Nguyên Soái Hưng Đại Vương, sai nhân dân A Sào trùng tu cung thất, lấy đền thờ ở Bạch Đằng làm sinh tử thứ nhất, đền thờ ở A Sào làm sinh tử thứ hai, cắt đất Bảo Lộc làm thái ấp. Sở dĩ như vậy vì A Sào, An Hiệp đã gắn với thời trai trẻ và sự nghiệp quang vinh của Trần Hưng Đạo. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, khi Hưng Đạo đại vừa mất, Thánh Tôn có bài văn bia ở sinh tử của Quốc Tuấn để ví với thượng phụ. Điều đó chứng tỏ khi Hưng Đạo đại vương khi còn sống đã có đền thờ ở Vạn Kiếp, còn gọi là đệ nhất sinh tử, phù hợp với đệ nhị sinh tử ở A Sào mà sử liệu đã nêu. Vào năm 2008 vừa qua, nhân dân A Sào khi tiến hành làm sân đền thờ Trần Hưng Đạo đã phát hiện một tấm bia đá có chiều cao khoảng 1,1m, rộng 0,7m, dày 0,1m, bia khắc ngày mùng 1 tháng 8 năm 1912. Bát Nguyệt Sơ Nhất Nhật Duy Tân Lục Niên Tuế Thứ, tên bia là Trần Triều Đệ Nhị Sinh Tử Bia Ký, nội dung nói về việc tu sửa đệ nhị sinh tử, tức đền thờ sống thứ hai Trần Hưng Đạo. Theo như thần phả ghi sự tích Trần Hưng Đạo và sự đóng góp của nhân dân thôn A Sào và các chức sắc hàng tộc hàng huyện. Thưa vị, anh, đây là khu phủ đệ. Khu phủ đệ này là thờ gia đình nhà ngài. Khu phủ đệ được khánh thành năm 2016, gồm có phủ đệ và hai lầu bát giác ở hai bên. Trong khu phủ đệ thì gồm có 4 ban thờ. Ban thờ giữa này là ban thờ công đồng Trần Triều, gia tộc nhà Trần. Ở giữa bên trong kia là ban thờ cha mẹ ngài. Cha mẹ của Hưng Đạo Đại Vương là gồm ngài Trần Liễu và Thuận Thiên Công Chúa. Ở bên phải này là ban thờ của nhị vị Vương Cô, là hai người con gái của ngài, là Anh Nguyên Công Chúa và Quyền Thanh Công Chúa. Ở bên trái kia là ban thờ của tứ vị công tử, là 4 người con trai của ngài, là Trần Quốc Nguyễn, Trần Quốc Uy, Trần Quốc Tảng và Trần Quốc Hiến. Anh mời anh vào trong tham quan ạ. Đền thờ Trần Hưng Đạo được xây dựng từ thời Trần qua nhiều lần trùng tu. Lần trùng tu gần nhất vào năm 1912. Theo bia đá đề nhị sinh tử Trần Triều còn lưu giữ tại đền. Vào năm 1951, thực dân Pháp đã phá hủy đền. Vào năm 2005, nhân dân A Sào phụng dựng lại tòa hậu cung trên nền đất cũ móng xưa của đệ nhị sinh tử. Tòa hậu cung của đền được xây dựng kiến trúc tổng thể mặt bằng theo hình chữ đinh, gồm 2 tòa 4 gian, tòa tiền tế 3 gian, tòa cung cấm 1 gian. Về kiến trúc, đền A Sào hay còn gọi là đệ nhị sinh tử Trần Triều. Đền thờ Trần Hưng Đạo ở vị trí rìa làng, trên một cánh đồng lúa, một phía là làng, một phía là đê sông Hóa. Đền được tọa lạc trên một khu đất rộng 7.304 m². Phía trước là hai hồ nước vốn có từ xa xưa được gọi là ao tắm tượng, theo truyền thuyết là nơi tắm voi chiến của quân đội nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Ngôi đền cổ của di tích này thì trước là rất nhỏ. Thực dân Pháp đã phá đi một thời gian, sau đó là các đồ thờ tự là di chuyển về đình A Sào để bảo quản. Thì 2012 thì nhà nước đầu tư và nhân dân sẽ đóng góp xây dựng công đức cho đền, hiện nay đền mới khang trang được như ngày nay. Thưa bác, là đình có gần đây không ạ? Vâng, khu đình cách đây cũng khoảng chừng 300 mét thôi.
ông voi ở trong sân đền là ông voi cổ mà em đã vừa giới thiệu với anh. Còn đây là tượng ông voi mới. Năm 2006 thì khi xây dựng khu bến tượng, Thiếu tướng Trịnh Duy Huỳnh, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 3 đã công đức. Và ông voi ở đây thì có kích thước lớn hơn ông voi ở trong sân. Khu bến tượng này với tổng diện tích là 1.661 m², xây dựng năm 2019. Gồm có khu bến tượng và nơi ông voi sa lầy ở đây. Ở bên kia là bên quảng trường của nhà ngài, tượng đài ngài cầm gươm chỉ xuống dòng sông với lời thề bất hủ là nếu trận này không thắng giặc Thát, ta thề không trở lại bến sông này đấy ạ. Bên kia là đất Hải Phòng rồi nhỉ? Dạ vâng, bên đó kia là Hải huyện Phòng. Gì đấy? Ở Vĩnh Bảo ạ. Ở Vĩnh Bảo. Dạ vâng. À. Bến tượng A Sào, ngay dưới chân đê sông Hóa cách đền A Sào khoảng 500 m theo đường chim bay, có một địa danh mang tên bến tượng A Sào, nơi đây còn có tên là bãi voi hay bến lở. Tuy được gọi là bến nhưng nơi đây từ xa xưa đến bây giờ không có bến đò ngang hoặc có bến đò, chỉ là những đò mảng của dân cư làm đồng và bãi ven sông qua lại. Hai phía bờ sông nơi đây là vùng đất bãi ven sông Hóa, không có trục lộ giao thông chính. Do vậy sự xuất hiện một bến tượng A Sào là gắn với những sự kiện lịch sử có liên quan nhiều hơn giá trị của một bến đò ngang giao thông thủy. Theo sách Thái Bình Phong Vật Chí, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 có một sự kiện lịch sử khó quên. Trên hướng đạo vượt sông Hải Dương tiêu diệt Ô Mã Nhĩ, voi bị sa lầy, mọi người tìm đủ cách, voi cũng không rút chân lên được. Vương bỏ voi lại, đi bộ sông trận, dẹp xong giặc, vương trở về cho đắp voi đất trên bờ sông A Sào để kỷ niệm. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học lịch sử trong hội thảo khoa học nhà Trần ở Thái Bình, qua sử sách và một số ngọc phả, thần tích thờ Trần Hưng Đạo và một số công thần triều Trần ở Quỳnh Phụ còn cho thấy, vị tiết chế quốc công ấy từng nhiều lần xuôi ngược dòng sông Hóa, sông Luộc về lấy quân lương, hành quân qua vùng này thực hiện các cuộc rút lui chiến lược để vượt trở lại, hoặc lên vùng đông bắc sông Bạch Đằng Giang lập lên những kỳ công lịch sử. Trong những lần hành quân đó còn để lại những truyền tích. Lần ấy, Trần Hưng Đạo cưỡi voi trận đưa tướng sĩ ngược dòng qua lộ Hồng, lộ Hà Đông. Ông cho dò, chọn quãng nước nông nhất của sông Hóa ở địa phận giữa thôn Lễ Văn và thôn A Sào ngày nay, rồi lợi dụng nước thủy triều còn đang xuống để vượt sông. Nhân dân ven bờ được huy động chặt cây, mang tre, đưa gỗ, lót rạ, rơm xuống mặt sa bùn làm cầu cho quân qua. Kỵ binh rồi bộ binh lần lượt qua được hết, nhưng voi chiến của Trần Hưng Đạo quá nặng đã bị thụt lầy không lên được. Trần Hưng Đạo đành bỏ voi lên ngựa, lệnh cho tiếp tục hành quân. Voi cuống lên, ứa nước mắt nhìn theo lưu luyến tiễn biệt. Trước lòng nhiệt thành giúp việc quân của dân, Trần Hưng Đạo đã tuốt gươm trỏ xuống dòng sông Hóa mà thề rằng nếu trận này không thắng, ta quyết không trở lại bến sông này nữa. Theo tác giả Trúc Khuê, bài Bến Voi in trên tạp chí Chi Tân số 17 ra ngày 3 tháng 10 năm 1941 có viết: Mùa xuân năm Trùng Hưng thứ tư tức năm 1288, Hưng Đạo Đại Vương một bữa từ quân dinh ở làng A Sào huyện Phụ Dực nhổ trại kéo sang sông Bạch Đằng để đánh phá Ô Mã Nhĩ. Lúc qua sông Hóa, nước thủy triều rút cạn, ngài thúc voi lội qua sông, không may con voi ngài cưỡi bị sa lầy, khiêng mãi không được, ngài đành bỏ voi lên bộ. Con voi thấy ngài đi, nó ứa nước mắt, ngài rất cảm động. Đến lúc thắng trận trở về, con voi đã bị thủy triều lên dìm chết từ lâu. Ngài thương tiếc nó, sai xây một con voi gạch bên sông để kỷ niệm. Con voi gạch ấy hiện nay vẫn còn. Như vậy, sau khi chiến thắng Bạch Đằng trở về A Sào, Hưng Đạo Vương đã cho đắp voi đất ở ngay trên mộ của con voi đã chết. Mộ do dân làng đắp ngay sau khi voi chết. Nhưng do nước sông nhiều lần dâng lên, đất bị lở, tượng voi bị hỏng. Vì thế, bến sông có tên là Bến Lở. Sau đó, dân làng xây tượng voi bằng gạch. Vào năm 1928, dân làng A Sào cử người đi Quảng Ninh thuê tạc một con voi đá theo nguyên mẫu con voi gạch, đưa về đúng vị trí cũ. Vào năm 1951, giặc Pháp đóng bốt ở đền A Sào. Chúng đã dùng xe kéo voi đá về làm ụ súng và hiện nay voi đá vẫn để ở đền. Vào năm 2006, di tích bến tượng A Sào được phục dựng lại. Con voi đá được làm với quy mô kích thước lớn hơn trên cơ sở vóc dáng của con voi cũ. Những ngày hội làng vào ngày giỗ Trần Hưng Đạo, dân A Sào vẫn diễn lại tích xưa theo nguyên mẫu của sự kiện voi vượt sông Hóa kể trên. Như trên đã trình bày, di tích đình đền bến tượng A Sào thuộc xã An Thái huyện Quỳnh Phụ ngày nay đều có liên quan đến nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo là vị thánh được thờ đệ nhị sinh từ, đồng thời được thờ là vị thành hoàng làng. Di tích này còn lưu giữ được 11 đạo sắc phong của triều đại phong kiến sắc cho dân A Sào phụng thờ Trần Hưng Đạo. Về thân thế, tiểu sử và sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn,
hay Hưng Đạo Đại Vương đã được rất nhiều sử sách ghi chép cùng với thân phụ của người là An Sinh Vương Trần Liễu và thân mẫu của người là Lý Chiêu Thánh cũng đã được sử sách phản ánh nhiều. Trong thần tích, Ngọc Phà Đình Đền thờ Trần Hưng Đạo tại thôn A Sạo được lược dịch như sau. Vào ngày 20 tháng 3 năm Bảo Đại thứ 13, thần tích về Trần Hưng Đạo Đại Vương ghi trong bộ thứ 2, bảng chính của lễ bộ quốc triều ghi trong quốc lễ. Xưa, nước Việt ta phương Nam mở mang một dải sơn hà, Bắc quốc chia nước ta theo hướng sao nghiêu sao đầu. Từ thời vua Hùng dựng nước, bậc thánh tổ ta đã biết mở ra nền thị trị của thánh đế Minh Vương, non sông muôn rộng sáng thành, vương triều rực rỡ, thánh tổ Hùng Vương theo tục cha truyền con nối, kế vị được hơn 2.000 năm trải qua 18 đời. Non sông một mối ấy là tổ tiên của Bách Việt ta, rồi Bắc quốc lại phân chia trời Nam nước ta. Thời bấy giờ Hùng Vương thứ 18 truyền lại nền đế nghiệp minh duệ của mình cho tục An Dương Vương. An Dương Vương trị vì được 50 năm. Thì có người ở Chân Định, tính Triệu Danh Đà, cử binh sang xâm chiếm nước ta, nhà Thục bại vong, Triệu Đà trị nước ta, theo tục cha truyền con nối được 5 đời làm vương. Sau đó nước Việt ta lại thuộc về nhà Hán khoảng 549 năm, đến khi nước Nam ta thuộc về Tiền Lý Hậu Lý. Ngô Quyền dựng nước, Nam Bắc phân tranh, các nhà Đinh, Lê, Lý, Trần nối tiếp nhau thừa vận nước của các bậc minh quân. Triều Lý ứng với lời sấm truyền nối ngôi được 8 đời. Đến đời Lý Cao Tông, giặc giã nổi lên ở đất Sơn Nam, Thiên Trường, Mỹ Lộc. Bây giờ có người ở Hương Tức Mặc, tính Trần, Danh Thừa, quanh năm làm nghề trải lưới, có người cha tên Lý. Lý sinh Thừa tiếp tục nối nghề đánh cá. Thừa lấy người vợ tên là Lê Thị. Bà Lê Thị là người hết mực cung kính, thành thực lại năng việc hương hỏa nên nhân dân đều kính nể. Hai người tuy làm nghề trải cá nhưng lại luôn tích đức hành nhân, gia tâm tác phúc, dốc lòng làm điều nhân nghĩa, không khi nào hại đến người, không tư thủ ai. Phàm đã giúp đỡ ai thì giúp đỡ hết sức để làm cho họ, đời trước đời sau tích thiện. Về sau có người bảo rằng đất nhà này có chiếu tướng đế vương. Vào một đêm khuya chẳng thành gió mát, Lê Thị nhìn thấy hàng Nga, bên phải có một tướng tay đỡ đứa trẻ cùng giáng xuống bàn nói rằng: nhà ngươi có phúc về sau, tự đế có một người con muốn phái xuống làm con người, sau này có tài có thể hộ quốc an dân. Lê Thị tỉnh dậy, từ đó thị thấy mình có thai. Sau 12 tháng mang thai, thị sinh được một người con, đặt tên là Liễu Công. Sau này Liễu Công lại mộng thấy gặp được vị thần tướng bảo ông sẽ có một người con trai tài giỏi. Đại khái nói rằng Liễu Công không làm sai điều chính đạo, biết kính thiên tử, sau này có thể được thiên hạ. Lê Thị tỉnh dậy biết đó là cái mộng chịu niềm lành. Lúc thị trở dạ, thấy hương thơm lan tỏa khắp phòng, bèn nói rằng: Liễu Công diện mạo khôi ngô, phong chất đĩnh đạc, nhân trung có điểm rồng, thấy nét dung nghi túc vĩ, khoan nhân đại độ. Đời vua Lý thứ 8 thì được vào triều làm trong nội giám, được vua Lý Huệ Tông gả con gái trưởng là Thuận Thiên công chúa cho. Liễu Công được ở điện tiền trong cung và phong là chỉ huy sứ. Lý Huệ Tông còn có một người con gái là Thiên Kim công chúa cũng đã đến tuổi lấy chồng mà vua lại không có con trai để nối dõi, chỉ có hai người con gái. Trưởng nữ Thuận Thiên lấy Trần Liễu, thứ nữ Thiên Kim sau lấy Trần Cảnh. Sau đó Huệ Tông xuất gia truyền ngôi cho con thứ nữ Thiên Kim. Thiên Kim lên ngôi lấy hiệu là Chiêu Hoàng, sau đó nhường ngôi báu cho chồng là Trần Cảnh. Trần Cảnh lên ngôi lấy hiệu là Trần Thái Tông. Tôn anh trai Trần Liễu là Thái Bộc lại phong làm Hoài Vương. Khi Liễu Công lấy Thuận Thiên có mộng thấy con rồng vàng giáng xuống hóa thành con rồng đầu đen. Sau đó Thuận Thiên mang thai 12 tháng. Tới năm sau qua kỳ xuân thu nhị nguyệt, vào ngày mùng 10 sinh được một người con trai hình dung tuấn tú, nét mặt vẻ thần kỳ, muôn người không ai bằng. Liễu Công bèn cho vào triều ra mắt Thái Tông. Thái Tông nhìn thấy biết đấy tất là người tài, có thể giúp nước sau này, bèn hạ lệnh đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Ngày qua tháng lại, tới năm Trần Quốc Tuấn 13 tuổi, được cha tìm thầy học đạo cho. Qua vài năm tỉ văn chương quán triệt, có thể hiểu hết đạo lý Khổng Mạnh, võ nghệ tinh thông, tài bắn cung không kém Tôn Ngô. Mỗi khi ngồi bàn bạc nghị luận, phàm không ai là không kính phục, tất thảy đều khen ngợi ông là thánh đồng giáng thế. Ông từng nói rằng người ta sinh ra trên đời phải có tài thao lược, lập được công danh,
trên thì phò vua, dưới thì giúp dân, có tài kinh bang tế thế. Ra ngoài sa trường chết phải ra ngựa bọc thây mới xứng đáng là đại trượng phu. Chí khí có thể lưu vào sử sách muôn đời. Từ đó ông nuôi chí lớn, được sự nuôi dưỡng của bà Thụy Tầm, công chúa trên núi Yên Tử. 8 năm sau, Trần Thái Tông phong Trần Quốc Toản là thượng vị hầu. Thời nhà Trần có kho gạo được đặt ở trấn Sơn Nam, thôn A Sào, xã An Hiệp, Phụ Dực, Thái Bình. Thái Tông lệnh cho ông ra kho gạo ở A Sào. Trần Quốc Tuấn phụ mệnh xa giá ra A Sào. Tới một ngày, ông và đoàn tùy tùng tới A Sào thì thấy nơi đây tọa lạc trên hướng quý, dựa lưng về phía Bắc mà quay mặt về phía Nam. Ông và binh sĩ bèn ở lại A Sào làm tờ biểu dâng vua xin miễn giảm tô thuế cho dân nơi đây. Trần Quốc Tuấn giúp đỡ nhân dân, sau lại xin vua ân sủng cho dân, làm nhiều điều công đức, khuyến khích nhân dân hưng lợi trừ hại, lại lấy điều nhân nghĩa mà giáo huấn, cố kết hòa hợp nhân dân. Nhân dân A Sào nam nữ đều tôn ông là bậc nhân cốt thanh cao. Trần Quốc Tuấn ở cung A Sào được 3 năm, thì trở về triều lấy Thiên Thành công chúa. Bà Thụy Tẩm công chúa bèn mang 10 mâm sính lễ vàng bạc châu báu làm lễ dạm hỏi cho ông. Từ đó Trần Quốc Tuấn ở trong cung, mỗi khi vãng lai qua A Sào, nhân dân khắp nơi đều vui mừng hành lễ đón tiếp. Đến khi Thái Tông truyền ngôi cho Hoàng Thái Tử, Hoàng Thái Tử lên ngôi nói rằng Thái Tông từng phong cho Trần Quốc Tuấn là Hưng Đạo Đại Vương. Hoàng Thái Tử lên ngôi lấy hiệu là Nhân Tông. Nhân Tông nhân từ, hài hòa luôn gắn kết lòng dân, trung hưng được sự nghiệp quan hiền của nhà Trần từ thời tiên tổ. Lúc đó ở phương Bắc, quân Tống và quân Nguyên đánh nhau, vua Nguyên có ý xâm lược nước Việt ta, bèn sai Trấn Nam Vương Toan Hoàn cùng các tướng tả hữu khác như thừa tướng Toa Đô, đại tướng Nguyễn Bá Linh lĩnh 10 vạn quân binh thanh thế sang xâm chiếm Thanh Trì nước Việt ta. Nhân Tông bèn hội ý trong nước, sai các quan quân tới Vạn Kiếp yểm bình. Hưng Đạo Vương điều khiển các quân tướng lại tuyển trong nhân dân những người có sức khỏe, sau cùng quân đi từ biển phía Nam về gặp vua. Vua vui mừng nói rằng, cối kê cựu sự quân khu ký, hoàn ái do tồn thập vạn binh, nghĩa là cối khê chuyện cũ người nên nhớ, châu hoan châu ái ta còn 10 vạn binh, trích tích cối kê. Ngay sau cuộc họp của quân ta, Toan Hoàn đem 10 vạn quân tới đánh kinh thành, quân tướng của Hưng Đạo Vương lui về Vạn Kiếp. Từ phía Bắc, Cố Nguyên cho một đạo quân theo đường bộ tiến về kinh đô. Hưng Đạo Vương lệnh cho thượng tướng Quang Khải chặn đường Toa Đô. Yết Kiều Dã Tượng thì kết thuyền bè, đem tre đóng cọc cho xuống sông, lại sai quân không được rời đi để khi Hưng Đạo Vương tới tất có kế đánh. Tháng 2, quân Nguyên do tướng Ô Mạn Nhi xuất quân bị ta đánh cho bại trận. Quân Nguyên đại bại, ta chém Toa Đô ở Tây Kết, chém Nguyễn Bá Linh ở Vạn Kiếp. Toan Hoàn thì trốn được về nước. 3 năm sau, vua Nguyên lại sai Toan Hoàn làm tướng lĩnh, dẫn quân sang xâm chiếm nước ta trên sông Hoài. Cùng với 7 vạn quân theo đường thủy từ Vân Nam kéo sang, 6.000 quân đường biển, 1 vạn rưỡi quân đường bộ dẫn lương do tướng Trương Văn Hộ sang xâm lược nước Việt. Tướng Bình Chương Sự Ô Mã Nhi làm tham tướng phụ tá cho Trấn Nam Vương Toan Hoàn. Quân ta ở biên thủy cáo cấp về. Vua hỏi Hưng Đạo Vương, thế giặc năm nay mạnh như thế, đánh thế nào? Đáp rằng, thế giặc năm nay dễ đánh, năm nay tất chúng lại đại bại. Tháng 2, Ô Mạn Nhi xuất quân tiến đánh, bị Hưng Đạo Vương đánh cho đại bại. Thủy quân của Ô Mạn Nhi trốn trên sông Bạch Đằng. Toan Hoàn dẫn tàn quân qua ải Nội Bàng để tránh quân ta. Xe lương và 30 quân do Trương Văn Hổ cầm đầu đều bị chết. Toan Hoàn khi nghe tin đó đã cẩn thận nghe theo lời can gián án binh bất động. 3 vạn quân ta lại duyệt binh tiến đánh khiến cho chúng chạy lui hàng vạn dặm. Sau trận đó, các tướng và binh sĩ quân của Toan Hoàn chết nhiều. Toan Hoàn bị bắt sống, được nước ta ra ân cho thuyền đưa về nước. Từ đó, vua Nguyên không dám đem quân sang xâm lược nước ta nữa. Trấn Hưng Đạo có công lao đầu trong việc đánh phá quân Nguyên. Vua Nguyên kết hòa thông hiếu với nước ta. Nguyên tướng Ô Mạn Nhi bị bắt sống trong nước, Hưng Đạo Vương thả cho trở về bằng đường thủy. Ô Mạn Nhi lĩnh mệnh lên thuyền trở về, trên đường đi bị chìm thuyền. Ô Mạn Nhi cùng quân sĩ đều bị chết. Từ đó thiên hạ thái bình, đất nước an sự, nhân dân yên ổn. Vua anh minh luận công khen thưởng cho các tướng sĩ. Từ đó Hưng Đạo Vương đi chu du bốn biển, ngắm núi sông non nước với Loan Cầm Trúc Bạch, thăm thú những nơi bồng lai thanh sắc của trời đất, vui cùng trốn Tam Điệp Ngũ Hồ, trốn Thanh Sơn Diễm Lệ, không nơi nào không qua. Rồi qua phía tây, phía bắc của trời Nam, sau lại về A Sào, An Hiệp, khao thưởng nhân dân, nói rằng
ta cùng với nhân dân ơn nghĩa nặng nên chẳng khi nào quên. Nay ta được hưởng ân lộc cũng nhờ có đất này phù trợ. Muốn cùng dân hưởng lộc trong năm, tiếng thơm lưu muôn đời. Nhân dân hãy dụng công khai phá ruộng ao, tuân thừa mệnh lệnh của ta mà cải thiện cùng đất nước. Các bồ lão cùng nhân dân A Sào mời Hưng Đạo Vương tới sông Lục Đầu chém Phạm Nhan Bá Linh, nay phương Bắc Yên Vị, lập cung ở khu A Sào là đệ nhất sinh tử, thời Anh Tông gọi là đệ nhị, xây chính cung cẩm. Thời bấy giờ là ngày 20 tháng 8, khi ông Lâm Trung có gọi hai người con lại, nói rằng đích thân ta từng hai lần đánh quân Nguyên, Hưng Cơ Nghiệp nhà Trần hai lần chém Bá Linh Ô Mạn Nhi, Vỗ Yên các trấn nên nhà chúng tất có tư thủ. Khi ta chết, các con lĩnh mệnh phân tán tra đi các xứ, nhân dân thương tiếc kinh sợ khắp nơi xây miếu để thờ tự. Anh Tông thương tiếc phong mỹ tự cho ông là thượng đẳng thần, cứ xuân thu nhị kỳ thì tiến hành tế lễ, hương hoa muôn đời không tuyệt. Qua các đời Trần, Lê, nhân dân đến cầu gì cũng linh ứng, cho nên các đời đế vương hàng năm đều phong mỹ tự cho ông, muôn đời cúng tế. Nhất phong sư phụ thượng trụ quốc công Trần Hưng Đạo lệnh cho nhân kê khai ngày sinh và cấm phạm tên tự của thần. Ngày sinh thần mùng 10 tháng 2, lễ dùng xôi, thịt trâu, rượu và sướng ca đủ 10 ngày. Ngày hóa thần 20 tháng 8, lễ dùng thịt trâu, rượu v.v. Ngày khánh hạ chính nguyệt, lễ dùng bánh tròn, rượu nếp. Ngày khánh hạ mùng 2 tháng 12, hóa thần, lễ dùng bánh tròn, rượu nếp, ca múa 1 ngày. Thưa mấy anh, ở trong nhà trưng bày này thì có những cái một số những cái di tích lân cận mà cũng có thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, chẳng hạn như đền Hệ này, đình Bồng Thiên này, là những cái di tích lân cận để thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Còn đây là bến tượng xưa. Ảnh bến tượng xưa. Và giới thiệu với anh là đền A Sào hàng năm là tổ chức lễ hội vào hai dịp mùng 10 tháng 2 và 20 tháng 8 với những các trò chơi dân gian, chẳng hạn như là rước bộ, lễ rước bộ này, lễ kéo co, đấu vật hoặc những trò chơi dân gian khác. Đây những cũng là cái lễ hội ở đền Kiếp Bạc, đền Bảo Lộc, những hình ảnh được giữ. Và đây là di sản khắc Hán Nôm bảo tồn tại đền A Sào. Là đợt trước là ở đền A Sào các nhà sử học về đã sưu tầm những cái chữ Hán Nôm tại đền ấy, để dịch. Và đây là dấu ấn gỗ, ấn ngọc của đền A Sào. Khi đền xây dựng hình thành thì lãnh đạo từ địa phương đến trung ương đã về đây dâng hương và tế lễ Đức Thánh Trần. Đây có bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các lãnh đạo thường trực tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về dự lễ hội truyền thống này. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị và bạn có dịp về tới Quỳnh Phụ, ghé qua đền Đồng Bằng và xuôi ngược về đền A Sào, cách đền Đồng Bằng khoảng tầm 7 km. Chúng ta đến đây để chiêm bái, thăm viếng cũng như tìm hiểu về di tích nhé. Quý vị hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.